Xếp tôm khô và trứng muối hết. Dạ. Hành lá, bơ. À, đi lâu chưa anh ha? Dạ, bán ở đây là gần 24 năm anh. 24 năm ở đây. Dạ. Là lúc đó là mình bán là tại vì nó là bắt giữa bắp xào tôm khô thôi. Bắp xào thì khô. Sau này thời gian sau này thì cỡ 2 năm mấy trở lại đây. Nó có được thêm trứng muối. Với lại bây giờ cộng đồng mạng đâu nè, nên bây giờ người ta mới biết đến nhiều. À. Là trước là mình bán thì cũng bình thường. Bán 24 năm rồi. 24 năm mình bán một chỗ luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Góc này. Gọi là cô ba bắp xào hả anh? Dạ. Tại sao cô ba mà hai chủ bán là gì ta? Dạ, cô ba là chị em. À. Với lại hồi trước là má em cũng là thứ ba mà giờ trước má em với lại ba em bán. À. Cái sau này cái má mất cái tiếng ba đó là cái tiếng của bà xã. À. Tại vì bà xã mất rồi, tại bà xã thứ ba. À. Chỉ còn chị ba đó. Dạ, cô ba. Cho nên mới gọi là cô ba. Bây giờ là mình đặt tên để đặt tên bắp xào của cô ba. Đó là bắp xào cô ba. Tại vì ở đó bà xã bán chung với là chú là coi như bán từ đó tới giờ. Đó là năm nay đúng là 24 năm. Chợ chú là mất nay là 12 năm rồi. Yeah. Bắt đầu con cái rồi bắt đầu mới nói bước theo này nọ để phụ với ông già. Dạ. Dạ. Rồi con ai cũng chứ gì hả? Ồ, còn một người đẹp vừa đi qua mọi người. Đặc biệt cô ba bắp xào tôm khô trứng muối, bắp xào tôm khô trứng muối. Muốn hả ba? Em gọi một suất bắp xào tôm khô trứng muối nha mọi người. Có hai loại 30, 50, anh lấy loại nào? Cái loại lớn đi. Đây, 50 đi anh. Mình bán là mấy loại anh? À, hai giá anh, hộp nhỏ là 30, hộp lớn là 50. À. Bắp này là bắp luộc rồi ha anh? Dạ đúng rồi, mình mua về là mình phải luộc. Mình luộc xong mình đãi. Đãi xong rồi mình mới là mình nêm nếm là xào thêm cá trước nữa. Yeah. Rồi xong rồi mới ra đây rồi mới xào lại. À, như là ra cái hay là như là xong rồi đó, này chỉ là như là bỏ món vô là mình xào rồi xong. Anh làm chậm chậm một xíu. Ở trong này thì có bơ đúng không? Đúng rồi. Bơ đồ ăn. Cái này là tôm khô. Tết. Này là tôm khô. À, tôm khô. Tôm khô bự quá. Tập rồi nhất rồi. À, cái này là 700 ngàn ký á. Tại vì 700 là mình lấy như số lượng nhiều á, ví dụ là mình lấy gần là cỡ 20-30 á, mà nó cao hơn 700. Hành lá. Anh ra đây đứng bán lâu chưa anh? Em hả? Thì cũng bán đây cũng lâu rồi, cũng 5-6 năm rồi. À, là đứng đây phụ ông già luôn. Dạ đúng rồi. Xưa anh có làm công việc gì không? Xưa thì em làm bên chợ ủi. Cái sau này cái bán gì nè, cái mình đông á. Cái có trứng muối này bắt đầu cái cộng đồng mạng luôn, nó đông cái đầu cái mới nghỉ, mới về đây bán luôn. Dạ. Yeah. Phụ gia đình luôn. Họ đi làm. Giờ là gia đình là chỉ có anh với ba thôi hả? Dạ. Anh em nữa. 5 người. Ba với lại hai ba bà chị với lại thằng em nữa. Một ngày mình bán khoảng bao nhiêu suất anh ha? Nói chung là một ngày thì mình bán bao nhiêu suất thì mình không biết, nhưng mà bắp một ngày bán cỡ 70-80 ký. À. Ồ, ghê nhiều, à. Nhiều ghê. Bắp hạt này ha? Dạ đúng rồi anh. 70-80 ký. Hình như ở Sài Gòn có mấy cái tiệm bán giống vậy không hay là mình? Dạ. Bây giờ thì trước đó, lúc đầu tiên đó, thì là lúc mà mới ra đó là ở đây là em đầu tiên. Độc quyền hả? Dạ. Cạnh tranh ra nhiều lắm. Dạ. Thì bắt đầu ra nhiều lắm. Cũng nhiều chỗ ra thấy mình bán như thế đầu cũng ra. Dạ. Ra nhiều cũng ba chỗ ra nữa. Nhiều. Và cái quan trọng nhất khách hàng là ăn ta ăn có được nhiều miệng tay không? Ăn ở đây luôn hay là? Ăn đây luôn anh. Vậy mình thấy anh thấy đơn sơ gì chứ mình xào lên vậy anh thấy không nhiều người ta
thấy mình dậy mà tưởng mình không có điều kiếm gì, nhưng mà thật ra là cũng có chuyện làm nhà rồi. À, mình có công đức mình làm nhà. Dạ, vậy anh ăn vô thì cái gì sẽ ngon. Thì khách mà ăn ở đâu ngon, mắc là người ta sẽ ăn. Đúng rồi, dạ. Yeah. Thiếu với mọi người một cái địa chỉ bán bắp xào tôm khô trứng muối có tên là Cô Ba Bắp Xào nha mọi người. Ở địa chỉ là 2/24C Cao Thắng, phường 5, quận 3. Đây là đường Cao Thắng này mọi người. Và hai địa chỉ. Địa chỉ bên này thì là lại khác này mọi người. Bao nhiêu anh ha? 60B Cao Thắng nha mọi người. Có cái số điện thoại này mọi người. Ai đi qua đây có thể gọi qua cái số điện thoại 0972668795 để đặt hàng. Muối là mình sống về mình phải đập ra bỏ trong cắn. Bán phải bao nhiêu? Ở 4-500 trứng anh. 4-5 trứng. Một ngày thì 4-5 trứng luôn ha. Dạ. Mấy giờ tới mấy giờ? Bắt đầu là 11:30 là có trong nhà, muốn ăn sớm thì chạy vô 24C Cao Thắng. Yeah. Rồi ra đây là 2:30 là có đây thêm xe nữa là bán 2 xe. Bán khi nào hết thôi. Có khi cũng chung không nói được, có khi là như là mình hết giờ nào giờ đó đó. Nhiều khi ra cái nào ào vô thì cũng cỡ 6-7 giờ. Thông thường là mấy giờ? Thông thường là cỡ 9:30. Bắp này là bắp gì ta? Bắp dạ bắp nếp anh. Rồi, bắp nếp đúng không? Dạ. Nhưng có thấy thì các loại bắp khác có được không ta? Hay là không, kiểu không loại ngon. Này? À, bắp Mỹ lại không ngon, càng không ngon. Mình có thử nghiệm rồi đúng không? Dạ. Dạ. Vậy là một ngày là mình bán khoảng 4-5 chiếc dịch muối, 70 bắp. Dạ đúng anh. 4-5 tấm. Dạ, cỡ 4-5 kg đồng khô. 4-5 kg đồng khô. Đồng khô là loại 700.000 một tí. Dạ, loại lớn nhất đó. Muốn rồi là cũng lấy loại nhất luôn. Thì mấy chú Grab Food hoặc nào cũng đặt qua đây mọi người. Đây là cho nó nóng lên thôi là chín thôi là xong đó. Mọi thức ăn rồi là đã làm qua hết rồi. Chắc cũng hơn hộp nhỏ nè. Dạ. Dạ. Không, tí nhiều lắm anh. Tí cỡ mấy hộp á. Thấu hộp không chứ nó bên hộp này. Trung bình một tí nó cỡ trên 10 hộp có à. Dạ. Một ký bắp này nó cũng nhiều lắm. Không, nếu nói chung là không tới đâu. Đó. Tại vì mình không có nhắm được. Tôm kho này như mình có riêng ở nhà rồi đúng không? Đúng rồi, anh phải làm qua luôn anh. À, tôm phải làm qua rồi hả? Dạ. Nếu mà mình không làm qua thì em chứ nghĩ đi, nó cát không à. Dạ. Yeah. Em chứ nghĩ ở biển nó phơ này thì em nghĩ là bụi bằng cát không. Nếu mà em không làm qua, em không đãi qua, em không làm sạch sẽ thì cái tôm khô nó làm sao mà nó sạch sẽ được, nó không có ngon. À, anh thấy chưa, anh ăn thử tôm khô nó đã qua như là nghiêng nếm rồi. Tôm khô không đã qua chế biến rồi không? Đó, anh ăn gia vị nó có cái khác với tôm khô thường nữa không? Tôm khô này đã riêng qua rồi. Dạ đúng rồi, mình phải làm sẵn hết, giống như là ra đây chỉ có làm cho nóng và hành chính thôi là ok. Dạ. Là 3 người. Dạ không, là em đứng đây em xào, một người vô hộp. Lúc trước là em ra là
nhiều khi em đẩy ra 2 giờ đúng không, anh đứng đến 6 giờ đứng xào suốt đó mấy 4-5 tiếng hồ là xong. Trời, trời mưa thì sao anh? Mưa thì mình dăng dù vô mình đỡ, mưa thì nó cực hơn. Dạ. Tiệm bắp xào rất là nhỏ trên vỉa hè nhưng mà có lịch sử rất là lâu rồi mọi người. Bắp xào cô ba trứng muối ngay cái số 60B Cao Thắng nha mọi người. Ở đây có số điện thoại của chủ tiệm này mọi người. Ai có thể đi qua đây chờ mua hoặc là nếu muốn ăn sớm hơn thì qua cái địa chỉ là 2/24C Cao Thắng, phường 5, quận 3 để mua bắp xào. Còn như anh ở đây thì bán hình như là từ 11 giờ trưa. Đây, ba người làm liên tục một ngày bán đến gần một tà bắp xào và 400-500 quả trứng muối, trứng vịt muối nha mọi người. Thì chủ cũng giải thích là trước đây là cái tiệm của cô ba là em thứ ba trong gia đình, cô ba là mẹ của anh. Bán liên tục một ngày đến gần một tà bắp, bắp này là được sơ chế rồi mọi người, được qua. Còn cái trứng này là sao anh ha? Trứng gà. Nhưng mà mình làm món món gì ta? Là bắp xào trứng gà. À, bắp xào lâu rồi. Nó đã lâu rồi. Bắp xào trứng gà. Đấy, còn như món đặc biệt nhất là bắp xào tôm khô trứng muối nha mọi người. À, không được luôn ha. Dạ, tại vì cái trứng gà nó đã lâu rồi. À. Nó có lâu rồi, chỉ có bắp trứng muối thì bắp xào trứng muối thì có ở đây 3 năm nay thôi. Dạ. À, cái đó là nước mắm hả? Không, cái đó là dầu ăn này. Dầu ăn sao nó có gì không? Dạ, tỏi phi á. À, dầu ăn tỏi phi tỏi. Dạ, bỏ vô cho nó thơm. Giờ chỗ giờ xài nước mắm này, không xài nước mắm không? Không xài nước mắm. Sao giờ anh ha? Dạ, tại vì có cái công thức của mình là nó đó giờ làm chế biến nó là vậy rồi. Sau này ta bán cái này ta thấy thì ta làm cái ta nghĩ khác thì khác cũng được. Nhưng mà nếu mình ta thì nó đi chỗ nào mà giải cho nó cũng cái đó. Chúng ta nó xong có ba nó á. Đây dành kiếm cho nào chồng á. Ủa của anh lấy gì không nè? Chỉ có hai này rồi. Dạ dạ. Sao? Mà nếu mà nao nữa đứng này đông, nó đông quá hả? Mình cũng mở cái trong nhà nữa để cho chị nao vô trồng. À, riêng nao thì vào trong nhà mua. Ở đây thì ráp vô Việt thôi. À, ở đây ngoài bán ở chỗ này 60A Cao Thắng thì có một cái địa chỉ ở trong nhà là bán ở chỗ địa chỉ là 2/24 Cao Thắng, phường 3 luôn. Thì trứng muối rất là ngon mọi người.
ngay cái tiệm shop của Adidas đấy mọi người, đối diện với shop của Adidas. Dạ, đợt này sale đến 50%, chắc là hưởng ứng ngày Black Friday mọi người. Đây, nào là phải chạy vào trong này. Cái bắp này là được luộc qua rồi nha mọi người. Ồ, hôm nay thì quá trời nhiều luôn. Không, hôm nay bán đến gần một tà bắp đấy mọi người. Bắp này là bắp nếp non và đã được sơ chế biến qua rồi đấy mọi người. Đây là tạt. Tẹp khô này cũng được rang và chế biến ở nhà rồi mọi người nhé. Đây là cái tôm khô này mọi người. Dùng thử nha. Làm đi. Tôm khô này cũng được chế biến sẵn luôn rồi. Rang sảy gì đó thì theo công thức riêng của chủ tiệm mình không thể nào biết được. Còn bên này thì tép khô. Tép khô cũng được chế biến luôn rồi. Cái này bằng bắp đấy mọi người. Bên này là đường cao thẳng quận 3 này, một trong những khu vực sầm uất của Sài Gòn. Đây số 60A, 60B mọi người. Ai đi qua đây có thể gọi điện thoại để đặt hàng trước này. Có hai địa chỉ của ba bắp xào nha. Chủ ở đây là cái chủ tiệm. Còn cái nơi này. Chào mọi người nha, chúc mọi người ngon miệng. Phải đi qua đây thì ghé vào ăn thử nha mọi người. Giờ là mình sẽ dùng thử nha. Cái hộp mà đây nha mọi người. Một mình vừa gọi một suất cô ba bắp xào giá 50.000 đồng này. Cái hộp giấy này nó hơi mềm, cho nên mọi người phải cầm cũng khá là cẩn thận nhé, kéo nó sẽ rơi, dễ rơi. Bây giờ ăn thử như nào? Đáng đâu ta quen đó à? Ngồi tại chỗ ăn trên vỉa hè luôn mọi người. Đây. Trong này thì có bắp xào là chắc chắn luôn. Đây, trứng muối nha mọi người. Mùi của bắp nó hòa quyện với mùi tôm khô, trứng muối, đặc biệt là mùi bắp rất là nồng thơm. Cái này chỉ có bắp nếp mới làm được thôi nha mọi người, còn không các loại bắp khác thì không có làm được. Tép này, bắp.
rất là vừa ăn mọi người ơi. Mùi vị bắp hòa quyện với tép, tôm khô và các loại gia vị thì tạo ra một cái vị rất là vừa ăn luôn. Cái này tôm khô này mọi người. Suất này 50 ngàn thì hai người ăn mới hết mọi người. Chào quý vị và các bạn nha. Rồi hôm nay chia sẻ với mọi người thì đây đã kết thúc. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Mọi người có dịp đi qua đây thì ghé vào ăn cái món bắp xào rất là đặc biệt và ngon miệng ở trên đường Cao Thắng nha, của phường 2 quận 3 đấy mọi người. Rồi chào mọi người ạ.